Xin chào mọi người. Có rất nhiều người nhắn tin nhiều lắm từ trước đến giờ mấy tháng á, là chuyện này là giống cô dâu 8 tuổi. Các bạn là bức xúc, các bạn nói vậy thôi chứ đâu phải. Chuyện này thực ra tính số chưa đấu dài đâu. Nhưng mà năm ngoái á, đúng là ổng ra thật chậm thật. Có một thời gian ổng không ra luôn á. Là mọi người cứ nhắn tin vô là tác giả chết rồi đó. Nhưng mà nếu mà tính là số chương thì đâu bằng nhiều chuyện khác. Có nhiều chuyện khác 3, 4 năm mới xong mà nó 10, mười mấy ngàn chương. Đây chưa gì mà, chưa xin nhê. Chẳng qua là năm ngoái tác giả không viết hoặc là viết chậm, thành ra nó bị kéo dài như vậy. Chiến thần ở rễ Diệt Thanh Tần Thanh Tâm, chương 6628 đến chương 6637. Nghe được lời đe dọa của Trương Thức Cường, Lâm Yên lập tức liền hoảng. Nàng trước đó không trả lời đại lão gia, đã lựa chọn ngầm thừa nhận, nàng cũng không lựa chọn nói dối. Thế nhưng là Trương Thức Cường nên nhất quyết ép nàng chính miệng thừa nhận. Nhĩ Chu tại trong động Lâm Yên là bằng hữu tốt nhất, nàng đương nhiên có khả năng trơ mắt nhìn xem Nhĩ Chu bởi vì chính mình làm liên lụy mà bị đánh chết. Bây giờ phù mẫu của Nhĩ Chu cũng bởi vì chuyện này mà bị khống chế, thậm chí còn bị đánh vào mặt. Điều này đã để Lục Ngự Yên 10 phần áy náy. Nếu như Nhĩ Chu thực sự bị đánh chết, nàng không biết mình làm thế nào đối mặt với phụ mẫu của Nhĩ Chu. Đến lúc này, không đợi Lục Ngự Yên kịp nói chuyện, Đại Lão Gia lập tức phẫn nộ quát lớn: "Xúc sinh, người dám sao?" Nhưng Trương Tiểu Cường hèn hạ vô sĩ kia làm sao sẽ sợ hãi Đại Lão Gia. Hắn cười lại nói ra: "Ta có cái gì mà không dám chứ? Bọn hắn phá hư phép tắc thần nhật cốc, vốn sẽ phải nhận trừng phạt. Ta đây là đang thay trời hành đạo. Ta làm như vậy đây là vì bảo hộ thần nhật cốc chúng ta." Tinh Túc Cường như nó vừa dứt, được đám dược nông chung quanh đều nhanh nhau lớn tiếng kêu gào, nói ủng hộ hành động của Tinh Túc Cường, đồng thời còn nói Tinh Túc Cường là vì cứu tinh của thần nhật cốc. Hiển nhiên Tinh Túc Cường này cũng giống như phụ thân Trương Hoành của hắn, có thực chính là đem mặt mũi ba vị lão gia để dưới đất hung thần chà đạp. Trái tim Đại Lão Gia bỗng nhiên ngừng đập, thống khổ ôm ngực. Nếu không phải bên người có nhị lão gia cùng tam lão gia vội vàng đỡ lại, thì Đại Lão Gia để đá ngã quỵ xuống đất. Những năm gần đây, tuy nói hy vọng của ba người và dưới sự áp chế của Trương Hoành đang không ngừng giảm đi, nhưng mà họ cũng chưa bao giờ bị chà đạp như thế. Nhóm Dược Nông Thành Dược Cốc thời điểm nhìn thấy bọn họ thì ngoài mặt chỉ ít cũng sẽ biểu hiện ra một tia tôn kính. Nhưng là bây giờ, những dược đông này trực tiếp đi theo Trương Hoành cùng một chỗ vạch mặt, dám trực tiếp làm trái lại với bọn họ. Trọng yếu nhất chính là ngay cả Trương Thức Cường, một thanh niên này, đúng là cũng dám trực tiếp ở trước mặt mọi người uy hiếp bọn họ. Ba vị lão nhân lẻ loi trơ trọi đứng ở bờ bên. Cho dù Đại Lão Gia sắp bị tức mà chết đi thì cũng không có một người nào nguyện ý bước lên hỗ trợ bọn họ. Trương Hoành cùng Trương Thiếu Cường, hai cha con như thế cảnh này, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Điều này đúng là kết quả mà bà hắn muốn nhìn thấy. Những năm gần đây, Trương Hoành vốn đã sinh lòng bất mãn với ba vị lão nhân. Rõ ràng mình là cốc chủ, nhưng rất nhiều chuyện là đều phải từ ba vị lão nhân này làm chủ. Trương Hoành cũng đã sớm nghĩ đến chuyện tìm lý do đem ba vị lão nhân giấm tại dưới lòng bàn chân. Bây giờ vừa vặn Trương Thiếu Cường làm ra động thái này, để hắn cũng là thừa cơ trực tiếp từ trong tay ba vị lão nhân cướp đoạt quyền lợi. Trương Thức Cường ánh mắt âm lãnh đã nhìn về phía Lâm Ngụy Yên: "Tiện nhân đáng chết, nên những người cầm chính miệng thừa nhận, ta không chỉ có giết chết cả nhà thằng đần này, mà tiếp theo ta sẽ giết chết đệ của ngươi. Kể từ thúi kia đập nát đầu của ta, vốn dĩ hắn cũng đã là tội chết. Ta lại cho ngươi cơ hội, mới lưu lại cho tiểu xuất sinh kia một đầu sinh lộ. Nhưng nếu là ngươi bức ta, vậy cũng đừng nên trách ta không khách khí." Bây giờ tính mạng của Lưu Vũ Hàn cùng người một nhà Nhĩ Chu tất cả đều bị chưởng khống tại trong tay Trương Thiếu Cường. Lưu Yên liền một câu tàn nhẫn để con dạo nói ra. Nàng hận Trương Thiếu Cường, hận Trương Hoành, hận những dược nông thành dược cốc thấu tam can, nhưng nàng lại bất lực. Cuối cùng Lưu Yên chỉ thể mở miệng thừa nhận, nói ra: "Ta có giấu nam nhân ở trong nhà." Cho dù Lưu Yên đã chính miệng thừa nhận, nhưng Trương Thức Cường hiển nhiên cũng không dự định cứ như vậy mà dễ dàng bỏ qua cho Lương Yên.
Tôn Thất Cường lại tại trên một chân của Nhĩ Chu hung hăng dậm xuống. Ngay sau đó lại tại trên mặt phù mẫu của Nhĩ Chu quăng tới một trận bạt tai. Lâm Ngự Yên thực sự lâm vào tuyệt vọng, nàng khàn giọng gầm thét: "Dừng tay, ngươi dừng tay, súc sinh, ta đã chính miệng thừa nhận, ngươi còn muốn ta như thế nào nữa đây, người tên súc sinh này, mau dừng tay." Thế nhưng là Tôn Thất Cường căn bản không hề để ý tới Lâm Ngự Yên, mà là đi tới trước mặt Lưu Vũ Hàng, mở tay tóm lấy tóc Lưu Vũ Hàng, hung hăng nện mấy cái tát. Đối với Lưu Vũ Hàng, dán ngay tại trước mặt đám chân chó, đánh vỡ đầu hắn, Tôn Thất Cường hận không thể lập tức chờ chết Lưu Vũ Hàng. Đem mặt mũi Lưu Vũ Hàng đánh tới bầm dập, hoàn toàn biến dạng, Tôn Thất Cường lúc này mới hài lòng. Bất chợt, Tôn Thất Cường mở mắt giễu cợt, nhìn về phía Lưu Ngự Yên nói ra: "Bởi vì thanh âm của ngươi quá nhỏ, ta không nghe thấy lời thừa nhận của ngươi. Nó to hơn một chút đi, để cho tất cả mọi người để biết chuyện bồ đôn mà ngươi đã làm. Nên như thanh âm còn nhỏ như vừa rồi, ta liền sẽ chờ chết bọn hắn." Tại dưới sự bức bách liên tục của Tôn Thất Cường, Lưu Ngự Yên không thể không lần nữa lớn tiếng hét lên: "Trong nhà ta đã từng giấu nam nhân." Ngay sau đó, ánh mắt Lưu Ngự Yên tràn ngập oán hận, nhìn chằm chằm Tôn Thất Cường chất vấn: "Hiện tại có thể được rồi đúng không? Hiện tại ngươi hài lòng rồi đúng không?" Tôn Thất Cường cười lạnh nói ra: "Đương nhiên là không hài lòng, thanh âm vẫn còn quá nhỏ." Lưu Ngự Yên tức giận đến nghiến răng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi tiếng nói của Tôn Thất Cường vừa dứt, lại điên cuồng thường cắn chân hạ cắn tay đánh Lưu Vũ Hàng. Lưu Ngự Yên tuyệt vọng tới cực điểm, vì vậy nàng tiếp tục gào to, liên tiếp hét mấy chục lần mình giấu nam nhân ở trong nhà. Giờ khắc này Lưu Ngự Yên cũng cảm giác được mình rốt cục cũng đã không còn mặt mũi để gặp mọi người. Nên như không phải là vì muốn bảo đảm một mặt của Lưu Vũ Hàng, thì Lưu Ngự Yên sớm đã lựa chọn cánh lửa tự sát. Nhưng hôm nay nàng vẫn là không thể bỏ lại được Lưu Vũ Hàng. Mà tất cả những điều này thì đều là vì Dương Thanh. Trong lòng Lưu Ngự Yên không hề oán hận gì với Dương Thanh, nên như chuyện giống như vậy lại xảy ra lần nữa, thì Lưu Ngự Yên vẫn là chọn cứu người trước. Giờ phút này bên tai Lưu Ngự Yên tràn ngập âm thanh lên án và lăng mạ của tất cả nông dân trồng thảo dược ở thành dược cốc đối với nàng. Tôn Thất Cường lúc này hài lòng gật đầu cười nói: "Như vậy cũng không tệ lắm." Bất chợt Tôn Thất Cường đi vào trước mặt Lưu Ngự Yên, một tay túm lấy tóc Lưu Ngự Yên, hắn giống như một tên biến thái, đúng là không có dấu hiệu báo trước nào, hung hăng còn mấy cái tóc tai và trên gương mặt xinh đẹp dung nhan tuyệt thế của Lưu Ngự Yên, kém chút đập khiến cho Lưu Ngự Yên lâm vào hôn mê. Cuối cùng Tôn Thất Cường giật mạnh mái tóc của Lưu Ngự Yên, tà ác cười một tiếng: "Tiện nhân đáng chết, hiện tại cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất chính là làm nữ nhân của ta. Ta sẽ tha cho bọn hắn một con đường sống, để bọn hắn về sau tự sinh tự diệt tại bên trong thành dược cốc này. Một con đường khác đó chính là ta hiện tại đi giết chết bọn gia hỏa này, sau đó đem ngươi nhốt vào lồng chó xem như đồ chơi của ta." Nghe được lời nói vô sĩ của Tôn Thất Cường, Lưu Ngự Yên lập tức hai mắt liền trợn tròn, vốn dĩ nàng ngây thơ coi là chỉ cần mình chính miệng thừa nhận mình đã từng giấu nam nhân ở trong nhà, về sau nhiều nhất chính là mình cùng Lưu Vũ Hàng cùng Nhĩ Chu một nhà tiếp nhận sự trừng phạt. Trừng phạt nặng nhất có khả năng cũng chính là bị đánh gãy tay gãy chân, tàn trong viện lạc nhà cốc chủ quỳ 3 ngày 3 đêm. Nhưng Lưu Ngự Yên có làm sao để không nghĩ tới Tôn Thất Cường đến giờ khắc này lại vẫn còn muốn có được nàng, hơn nữa còn là lấy thủ đoạn hèn hạ như thế ép buộc nàng. Những năm gần đây, người mà Lưu Ngự Yên ghét nhất không ai khác chính là Tôn Thất Cường. Đến nàng gả cho Tôn Thất Cường vừa đơn giản so với giết nàng còn muốn làm cho nàng càng khó chịu hơn. Lưu Ngự Yên cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ gả cho Tôn Thất Cường, nhưng hôm nay dưới sự uy hiếp của Tôn Thất Cường lại làm cho nàng lâm vào đường cùng. Sau khi có chút do dự, Lưu Ngự Yên nói ra: "Tôn Thất Cường, người muốn đánh muốn giết liền cứ ra tay, chỉ cần ngươi tha cho đệ đệ của ta, ta nguyện ý trả giá bằng tính mạng của mình." Thế nhưng Tôn Thất Cường lại cười lại một tiếng, hung hăng một tay bóp chặt cằm Lưu Ngự Yên: "Tiện nhân muốn chết sao, không dễ dàng như vậy đâu. Ngoại trừ hai con đường ta vừa rồi đưa cho ngươi, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên điều kiện tiên quyết để được lựa chọn hai con đường kia chính là trước tiên giao ra cho ta giả nam nhân kia.